bà nội và bà ngoại thuộc hai trường phái khác nhau đi chăm đẻ, khiến mẹ bỉm cười muốn bung chỉ. Mới đây, một cô gái đã đăng đoạn video ghi lại cuộc sống của mình khi mới sinh xong, khiến dân mạng nhìn mà lo lắng dùm cho vết mổ. Theo như cô gái chia sẻ, bà nội là người tu tập, luôn hướng về Phật Pháp. Còn bà ngoại trẻ trung, năng động nên lại yêu thích bộ môn nhảy đầm. Vì vậy, mỗi lúc cục vàng đi ngủ, hai người lại chia thành hai phái, chuyên tâm luyện tập trong căn phòng bé tí, khiến cô gái mặc dù mới mổ xong cũng không nhịn được mà cười muốn bung chỉ. Ôi trời ơi! Chị không biết vết mổ của cô gái có ổn không nữa, chứ có hai vị mẫu hậu quá ư là tuyệt vời như vậy thì không biết bao giờ mới lành đây. Nhiều người sau khi xem xong đoạn video đã không nhịn được cười. Bên cạnh đó, không ít người cũng mừng cho cô gái vì có hai người mẹ quá dễ thương. Quá trời hai bà xui, một bà tụng kinh, một bà nhảy đầm. Bà đẻ cười tét chỉ. Giống nhà tôi, một bà ăn chay, một bà ăn mặn. Tấu hài cả phòng cười ngất luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.